Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em. Và trong clip ngày hôm nay em xin được giới thiệu tới anh em một chiếc máy câu bạo lực vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Vì sao em lại phải nhấn mạnh cái từ là vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam? Bởi vì con này chính xác ra nó được ra mắt năm 2020. Và em nói rõ luôn là con này là của thương hiệu Daiwa, sản xuất tại Trung Quốc. Nó là của Daiwa Trung Quốc nha, không phải của Daiwa Việt Nam. Đấy, còn bây giờ mới được Daiwa của Việt Nam mình nhập về và phân phối đến các đại lý của Việt Nam. Đấy, một điều khá buồn đó là Daiwa của Việt Nam mình hay là thị trường câu cá của Việt Nam mình, nhất là thị trường câu biển á, thì của Việt Nam mình là một thị trường rất là nhỏ nên không được ưu tiên. Cho nên là cũng là dễ hiểu vì sao bây giờ mình mới được sở hữu một chiếc máy Daiwa MQ này. Thì cái tên của nó MQ ở đây là viết tắt của từ Monoque nhá. Thì tí nữa em cùng các bác sẽ tới những cái công nghệ của chiếc máy này. Còn bây giờ em cùng các bác sẽ đi về ngoại hình của hai chiếc máy. Đây ở trên này này em có hai phiên bản này. Ở đây là phiên bản 10.000HARK. Anh em chú ý giúp em này. Đấy thì để nhận biết giữa hai phiên bản thì nó rất là dễ. Đây là phiên bản BGMQ 14.000H. Đấy, bây giờ sẽ phân biệt nó rất là dễ thôi, nhìn cái anh em đã biết thấy sự khác biệt rồi. Đấy, con 10.000HARK thì nó có cái tay quay bằng kim loại này, vàng này, vàng đen này. Đấy, để em lấy nét. Đấy, các bác có thể nhìn thấy em ở trong lúm luôn, lúm kim loại. Và tay tất nhiên là tay đúc liền rồi. Xoáy cốt thì tí nữa em sẽ tháo tay ra và phân tích chi tiết hơn. Đấy, ngoại hình của nó thì có các cái viền vàng này, ngoài cái lúm này, lúm vàng đen thì có các đường viền màu vàng. Đấy, nhìn khá là đẹp. Và khi nhìn thấy cái máy này thì nói chung là anh em đã biết được là con này nó bạo lực thế nào rồi. Và đờ ráp của nó là lên đến 15 kg anh em ạ. Đấy, và chiếc máy thứ hai là chiếc máy 14.000H. Đây thì cái phân biệt rõ nhất là cái tay của nó bằng nhựa ABS này. Đấy, và thiết kế chữ T. Tay cũng đúc liền và các cái đường viền này màu bạc này anh em này. Thật sự là một chiếc máy quá đẹp. Em theo dõi con này từ năm 2020. Thèm khát mà nói chung là Việt Nam mình không được. Mà đến bây giờ mới được cầm trên tay em đó, và vui hơn là được giờ có hàng để phân phối tới anh em. Đây, và điểm qua một chút ít về cái đây, tỷ số chuyển động của nó là 5.7 này. Kể cả phiên bản 10.000 và 14.000 thì đều là 5.7 nha anh em. Và trọng lượng của con 10.000 này là 630g này, mắc đờ ráp 15 kg, và một vòng quay là 121 cm, và sử dụng 6 bearing. Đây, và con 14.000 nó cũng vậy này, trọng lượng nó nặng hơn 10g anh em ạ, 640g. Đấy, 5.7 và đờ ráp cũng là 15 kg, và 122, con kia thì 121, và con này là 6 building. Cái điểm khác biệt lớn nhất giữa con 10.000 và 14.000 thì các bác biết rồi, đó là ở sức chứa dây. Đây, như con 14.000 này thì sức chứa dây của nó sẽ lớn là dây số 8 là 0.42, được 200 nm. Đấy, còn ở đây phiên bản 10.000 thì dây số 6 là 0.35, được 250 m. Đấy, dây số 8 của nó sẽ được vào tầm 200 m thôi. So với con 14.000 thì nó là dây số 8 nó sẽ được 250 m. Đấy, nhưng mà cái điều em muốn quan tâm ở đây là cái vì sao một chiếc máy này nó lại được rất nhiều anh em trên thế giới sử dụng và có đánh giá rất là cao. Thì bây giờ sẽ vào những cái công nghệ của chiếc máy. Thì với những cái đây là một số những công nghệ tiêu biểu của chiếc máy này. Thì những công nghệ này chắc anh em đã biết rồi này, aluminum body thì toàn thân được làm bằng aluminum, cái đấy thì rất là dễ rồi. Và Aeroto
là cái Zotto được thiết kế nhẹ, siêu nhẹ, quay mượt mà. Đây là cái này, em sẽ tháo ra. Bắt đầu đến phần tháo máy ra để cho anh em nhìn bên trong. Đây là cái sờ bùn nha, sờ bùn của nó cũng được thiết kế rất là nhẹ. Khi anh em mà được sở hữu chiếc máy này, anh em cứ tháo cái này ra và các bác cầm cho em cái sờ bùn này lên, thật sự là nó cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, còn cái công nghệ mà Zotto là thiết kế của cái này này, chứ còn cái này là sờ bùn nha anh em nha, các anh em đừng nhầm. Còn đây là cái sờ bùn, là cái thiết kế của cái này, nó nhẹ và quay mượt mà. Đấy, tiếp theo là những cái công nghệ tàu đi giga này, thì cái công nghệ này nó lại liên quan đến cái công nghệ MQ này này. Thì để em nói trước về cái công nghệ quan trọng nhất của cái chiếc máy này, đó là hai công nghệ MQ và công nghệ ATD. ATD là viết tắt của Auto Drag này. Còn cái công nghệ MQ là công nghệ Moloque. Moloque đây là cái gì? Thì đây, đợi chút. Thì như anh em đã biết là với một chiếc máy thông thường, cái thiết kế của cái phần này này, đây nha, các bác theo tay của em này. Đấy, và phần này là được ghép bởi hai mảnh. Đấy, cái phần tay của em chỉ lên đây này. Nhưng ở những bở con MQ này thì nó là thiết kế đúc liền một mảnh anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy ở đây là nó không có hề có vệt ghép. Còn với những chiếc máy thông thường thì nó sẽ ở đây, nó sẽ là hai vệt ghép và sẽ phải có một chiếc vít để bắt hai cái thanh này vào với nhau. Mặc dù có răng đấy, một là thứ nhất là phải có răng, hai là phải có vít để bắt lại để chống thấm nước. Nhưng ở chiếc máy này là được đúc liền nha anh em nha. Còn chỉ gắn cái phần dưới này này và cái phần phía trên này ốp lại. Đây phía trên này là cái này. Đấy, phía trên này là lắp đậy lại này. Anh em có thể nhìn thấy này. Đấy, thì bắt lại. Đây, để em sẽ đưa một con đây, ở đây em có con Twin Power của Shimano để so sánh cho anh em thấy luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, và thấy sự khác biệt chưa? Đấy, anh em nhìn thấy không? Đây, em nói con về con Shimano này trước. Cái phần thân dưới này, phần thân dưới này, nó được thiết kế bằng hai mảnh để ghép lại. Phần bên này đúc liền nha anh em nha. Nhưng phải bên này thì phải ốp từ đây này, gắn vào đây. Đây, nó có các đường này anh em này, và có cần ốp để bắt lại này. Và trong phần này phải có răng để kín. Và đây, ở đây anh em có thể nhìn thấy vết kép này giữa hai mảnh này. Trong này nó sẽ có răng để chống thấm. Còn với con máy Daiwa BGMQ này thì anh em có thể nhìn thấy luôn, nó được đúc liền hoàn toàn từ đây thông suốt sang đây. Đây, các anh em có thể nhìn rất là kỹ này, không hề có vết ghép này. Sang bên đây thì cái công nghệ này sẽ có tác dụng gì trực tiếp lên cái máy và đối với anh em sử dụng? Đối với anh em sử dụng thì có thể nó không thật sự là nhiều, nó chỉ liên quan tới cái vấn đề là chống thấm tốt hơn, bởi vì nó kín mà, nó là một liền, nó không phải sử dụng răng hay là cái gì nữa để chống nước nữa. Đấy, và cái liên quan đến vấn đề sản xuất thì cái này nó sẽ giải phóng mặt bằng, nó không có vít, không, nó không bị diện tích để sử dụng những cái vít. Thì các bác biết rồi, nó sẽ có không gian để thiết kế nên cái gơ, cái bánh răng ở trong này nó lớn hơn. Đấy, giúp cho tạo lên một cái bánh răng lớn hơn và cái sự chuyển động cũng như là cái lực tải của cái máy nó lên rất là nhiều. Đấy, vì sao lúc em nói cái công nghệ này này, tàu Digiger này, thì trước đây cái công nghệ của Daiwa là công nghệ Digiger 2.
Nhưng mà ở cái máy này là sử dụng công nghệ tâu Digiger này, bánh răng được sử dụng lớn hơn, chuyển động mượt mà. Nói chung là cái máy này chắc chắn là em có thể em sẽ mở máy đấy. Thì các bác cứ đợi chờ ở những video tiếp theo có thể em sẽ mở máy này ra để cho các bác bên trong. Đây để em tháo luôn cái tay. Đây, cái này là phần gioăng rất sâu khi anh em gắn gắn tay vào này, gần như là chống nước 100%, trừ ra anh em mà ngâm nước thì em chịu thôi, chứ còn nếu mà bình thường ra để cho nước vào là điều gần như không thể, vì cái gioăng ở phần này nó rất là cao, anh em thể nhìn thấy này, lại còn ở phía trong này nữa nha, phía trong này nữa. Đấy. Đấy, toàn bộ phần này là đúc liền. Thì có phần trên này thôi, thì ở đây sẽ có răng này. Chỗ này nó sẽ có răng này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là cái phần đấy nó không hề có vết ghép. Đây, còn đây là con Twin Power của Shimano thì nhìn thấy luôn những cái vết ghép khá là rõ. Đây, phải ghép bánh đây. Một bên này sẽ được đúc liền này. Phần chân cũng đúc liền. Đấy, lửa bánh lên đây này. Lên đây phần này phải ghép. Hay thôi là cái đưa cái ví dụ này ra thì các bác có thể nhìn thấy trực tiếp và dễ nhất, dễ hiểu nhất. Và một phần quan trọng tiếp theo đó là cái phần công nghệ ATD này, em đọc thuần Việt nha. Đấy, còn viết tắt của Automatic Draft System thì nó là một cái dạng cái draft của cái chiếc máy Daiwa này, thì bên Daiwa nó phát triển là nó hãm từ từ, anh hiểu không? Nó không hãm một phát chết luôn, automatic mà, là nó sẽ hãm từ từ, càng hãm càng chặt đấy, chứ không phải là một phát đột ngột mà dẫn đến sốc, có thể là bị lỗ dây đấy, nó không bị hãm, và từ đó là sẽ chiếc máy sẽ được sử dụng bền hơn. À, lại nói về bền hơn thì cái đúc này, đúc liền này nó cũng sẽ được bền hơn nha anh em nha, với phần ghép. Cho nên là chiếc Daiwa MQ này thật sự là được rất nhiều anh em săn lùng, và em cũng được biết rằng là mới có thông tin rồi chiếc máy này về thôi, thì trên các diễn đàn của hội câu cá của Việt Nam đã rất nhiều anh em đã tìm mua rồi, và các cửa hàng thì cũng đã đăng tải, mặc dù hàng chưa về mà em thấy là các bác đã đăng ầm ầm lên rồi, thì hôm nay chính xác mới hàng mới về nha. 1 chiếc máy rất là ok. Và em nhấn mạnh lại một điều là con này made in China nha, của Daiwa China. Thì nói về cái thương hiệu này một chút thì nhiều anh em thì cứ bảo là tôi không sử dụng hàng China, thì em mới hỏi ngược lại các bác là các bác quan trọng về xuất xứ hơn hay là thương hiệu hơn. Bây giờ em sẽ đặt cho các bác một câu hỏi như này, là nếu như một chiếc máy chính hãng thương hiệu lớn này, giả sử thương hiệu của Daiwa sản xuất tại Trung Quốc, thì các bác thích hơn hay là một chiếc máy sản xuất tại Nhật Bản nhưng mà là hàng giả? Thế thôi, thì các bác chọn cái nào? Đúng không? Kể cả cho vào, em không cần nói đến Malaysia nữa, mà em cho hàng Nhật Bản luôn. Một chiếc máy sản xuất tại Nhật Bản nhưng mà hàng không thương hiệu, vớ va vớ vẩn, thì các bác chọn hay là chọn một chiếc máy của thương hiệu lớn, giả sử như Daiwa, Shimano mà sản xuất tại Trung Quốc? Đấy là sau khi trả lời được câu hỏi đấy thì các bác sẽ tự đưa ra là quyết định của mình. Rồi, video em xin được kết thúc tại đây. Mọi chi tiết về phần thông số cũng như là công nghệ em sẽ ghi chi tiết ở phía dưới và sẽ gắn ở trên đường link website của em, đồ câu chính hãng.vn. Thì giá của nó em sẽ cập nhật trên đó, các anh em có thể vào đó để xem thêm. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Và anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn.